Xin chào các bạn và các em học sinh. Chào mừng các bạn đến với dự án dạy học tóm tắt kiến thức và giải bài tập toán 6. Bài học hôm nay, thầy và các em sẽ đến với chương 8, những hình hình học cơ bản. Bài 32, điểm và đường thẳng. Chúng ta sẽ đi phần A lớn là kiến thức cần nhớ. Một nhỏ, điểm thuộc và không thuộc đường thẳng. A nhỏ, điểm thuộc đường thẳng. Ta thường dùng các chữ cái in hoa A, B, M để đặt tên cho điểm và chữ cái. Và những chữ cái thường là A, B, D nhỏ để đặt tên cho đường thẳng. Chẳng hạn điểm M và đường thẳng D. Điểm M thuộc đường thẳng D, ký hiệu là M thuộc D. Và điểm N không thuộc đường thẳng D, ký hiệu là N không thuộc D. Đó, chúng ta nhìn hình chúng ta có thể thấy là M nằm trên đường thẳng D, còn N thì không. Chúng ta vào ví dụ 1. Câu 1. Trong hình 8.2, những điểm nào thuộc đường thẳng D, điểm nào không thuộc đường thẳng D? Thì các bạn nhìn thấy này, A với B. Ở đây là điểm A với điểm B, nó thuộc trên đường thẳng D. Còn điểm C của chúng ta thì không ạ. Thì ta sẽ ký hiệu như sau. A thuộc D, B thuộc D và điểm C thì không thuộc đường thẳng D nên ta ký hiệu là C không thuộc D. B nhỏ, đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Ta sẽ cùng tìm hiểu vào câu 2. Đánh dấu hai điểm phân biệt AB trên một tờ giấy trắng. Dùng bút chì vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm AB. Tiếp tục dùng bút mực để vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm AB. Và em có nhận xét gì về đường thẳng vừa vẽ? Ở đây thì các bạn cùng nhìn giúp thầy ạ. Chúng ta có đường thẳng AB. Ta vẽ bằng bút chì màu đen. Sau đó tiếp tục vẽ bằng bút đỏ. Ta thấy hai đường thẳng vẽ bằng bút chì và bằng bút mực là chồng khít lên nhau. Và ta nói là chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm AB này thôi. Để nhấn mạnh hai phía của đường thẳng, người ta còn dùng chữ cái thường để đặt tên, chẳng hạn như đường thẳng XY hoặc đường thẳng YX ở hình 8.3. Câu 3. Hình 8.4 có bao nhiêu đường thẳng? Hãy đọc thêm các đường thẳng đó. Các bạn nhìn này, ở trong hình 8.4 thì chúng ta sẽ có 3 đường thẳng. Các bạn nhìn luôn ạ. Ở đây có đường thẳng AB hoặc là BA, đường thẳng AC hoặc là CA, đường thẳng BC hoặc là CB. Tiếp theo ta sang phần 2 nhỏ là 3 điểm thẳng hàng. Chúng ta vào câu 4. Một người nhìn qua các lỗ hổng được khoét trên tấm bìa và thấy ngọn nến như hình 8.5. Em thấy các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng không? Rồi ạ. Như vậy chúng ta thấy là các lỗ hổng này nằm trên một đường thẳng vì ánh sáng từ ngọn nến truyền đến mắt ta theo đường thẳng. Và khi mắt người nhìn thấy ngọn nến ở giữa mắt thì ngọn nến không có vật nào cản trở và các lỗ hổng của chúng ta phải nằm trên một đường thẳng. Ở đây có định nghĩa 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng thuộc một đường thẳng. Các bạn nhìn đến 3 điểm thẳng hàng ABC thì ABC nằm trên một đường thẳng. Còn MNP ta nói không thẳng hàng thì MNP sẽ không nằm trên một đường thẳng. Câu 5. Em hãy kể tên hai bộ 3 điểm thẳng hàng trong hình 8.7. Chúng ta nhìn phân tích hình một chút ạ. Đó là hình A, điểm A, điểm B và điểm C sẽ cùng thuộc một đường thẳng. Thì ta nói là ABC thẳng hàng. Còn điểm D, điểm B và điểm E cũng thẳng hàng vì cùng nằm trên một đường thẳng. Câu 6. Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong hình 8.8 là ABC có thẳng hàng không
và MNP có thẳng hàng không. Thì các bạn cùng xem ạ. Chúng ta thủng dùng thước thẳng thì thấy là ABC của chúng ta là không thẳng hàng. AB còn C nó sẽ không vào mép của thước. Còn đối với MNP thì ta đặt thước thì nó thẳng hàng và mép đầu và mép cuối của ba điểm là cùng nằm trên đường thẳng. Ta nói là MNP thẳng hàng. Câu 7. Trên sân vận động, người ta căng một sợi dây qua hai cái cọc được đóng ở hai vị trí đã chọn, rồi dựa vào sợi dây đã căng để vẽ một vạch vôi. Em hãy giải thích tại sao người ta lại làm như vậy. Ở đây thì các bạn lưu ý đây. Là hai cái cọc được đóng ở vị trí đã chọn là hai được coi là hai điểm phân biệt. Và sợi dây căng qua hai cọc là đường thẳng đi qua hai điểm dựa vào sợi dây đã căng. Vẽ vạch vôi để giúp vẽ vạch vôi theo đường thẳng. Có nghĩa là hai cái cọc là chúng ta một đường thẳng và chúng ta chỉ cần vẽ vạch vôi ở giữa là sẽ đi qua hai đường thẳng đó rồi ạ. Câu 8. Em hãy quan sát. Chúng ta sang phần 3 nhỏ là hai đường thẳng song song cắt nhau và trùng nhau. Các bạn nhìn hình 8.9A là hình ảnh của hai đường thẳng thanh dây tàu. Thì nếu hai đường thẳng này chúng sẽ không có điểm chung. Câu B. Con đường cũng là hai hình ảnh của hình 89B đấy, chúng không có điểm chung. Có điểm chung hay không thì các bạn lưu ý giúp thầy là hai con đường này cắt nhau ở giao lộ, nếu coi là hình ảnh của hai đường thẳng thì chúng có một điểm chung. Hai đường thẳng phân biệt có thể nhiều hơn một điểm chung được không? Câu trả lời là không thể có hai điểm chung, vì nếu chúng có hai điểm chung thì chúng là hai đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt mà chỉ có duy nhất một đường thẳng đó thôi. Và chúng ta có khái niệm là hai đường thẳng song song, ký hiệu là A song song với B, thì không có điểm chung. Còn đường thẳng mà có một điểm chung thì cắt nhau tại một điểm thì là hai đường thẳng cắt nhau tại điểm P. Còn hai đường thẳng AB và BC trùng nhau như thế này thì có vô số điểm chung. Câu 10. Hãy tìm một số hình ảnh hai đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau trong thực tế. Có rất nhiều ạ. Ví dụ như là lan can cửa hay hai cạnh của đối diện của chiếc bàn và kẻ đường. Còn hình ảnh cắt nhau như cái kéo hoặc là hai mép bảng liền nhau. Câu 11. Đánh dấu 3 điểm ABC trên một tờ giấy trắng sao cho chúng không thẳng hàng. Đây ta có 3 điểm ABC đây, không thẳng hàng. Hãy vẽ một đường thẳng đi qua hai trong ba điểm ấy, đó là đường thẳng nào? Rồi ạ, các bạn nhìn trên hình ạ. Đường chúng ta sẽ có là đường thẳng AB hay là BA, đường thẳng CA, AC hay CA và đường thẳng BC hay CB. Như vậy chúng ta sẽ có ba đường thẳng. B nhỏ, hãy chỉ ra đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng. Ở đây ta thấy là đường thẳng AB sẽ cắt đường thẳng BC tại A. Xin lỗi, cắt đường thẳng AC tại A. Và tương tự như vậy, ta có đường thẳng BC cắt AC tại C. Ba đường thẳng này cắt nhau tại ba điểm. Câu 12. Cho một đường thẳng D và hai điểm phân biệt AB không thuộc D. Tìm điểm C thuộc D sao cho ABC thẳng hàng. Khi nào thì không thể tìm được điểm C như vậy? Thì các bạn lưu ý cho thầy này. Vì hai điểm AB phân biệt nên chỉ có thể vẽ được một đường thẳng D phẩy đi qua hai điểm đó. Rồi, hai điểm AB không thuộc D thì D phẩy sẽ không được trùng với D ạ. Và theo đầu bài thì ta cần tìm là ba điểm là ABC thẳng hàng, nghĩa là C phải nằm trên đường thẳng D phẩy
mà C không phải thuộc vào D. Do đó, C sẽ là giao điểm của đường thẳng D và D vậy. Nếu như mà khi nào không thể tìm được điểm C như vậy, thì nếu như mà DD phẩy không có giao điểm, nghĩa là D với D phẩy song song với nhau, thì chúng ta sẽ không thể tìm được điểm C như vậy. Ta sẽ vào bài tập sách giáo khoa. Bài 8.1 là quan sát hình 8.11 và giao điểm, hãy tìm giao điểm của hai đường thẳng AB là điểm nào? A nhỏ và B nhỏ. Thì các bạn nhìn trên hình giúp thầy ạ. Là đường thẳng A nhỏ đây ạ, và đường thẳng B nhỏ, thì giao điểm của nó chính là điểm P thuộc cả A và B. Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Điểm A thuộc đường thẳng A nhỏ, còn không thuộc đường thẳng B nhỏ. Ta ký hiệu là điểm A thuộc A nhỏ và điểm A không thuộc B, ký hiệu như vậy. Tiếp theo ta sang bài 8.2, quan sát hình 8.12 và trả lời. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng? Thì các bạn nhìn thấy giúp thầy ạ. Chúng ta thấy ABC nằm trên một đường thẳng. Do vậy chỉ có duy nhất là bộ ba điểm thẳng hàng là ABC. Nếu ít nhất hai bộ ba không điểm thẳng hàng, không thẳng hàng ạ, thì ta thấy là AB với S này, hoặc là BC với S này, thì ta có thể làm như sau ạ. Là ABS, ACS hoặc là BCS không thẳng hàng. 4 điểm ABCS có thẳng hàng không? Câu trả lời là không ạ. Vì S chúng ta sẽ không nằm trên đường thẳng ABC này. Bài 8.3, cho 4 điểm ABCD như hình vẽ sau. Hãy nêu tất cả các bộ 3 điểm thẳng hàng. Thì các bạn thấy là ABCD cùng nằm trên một đường thẳng. Do vậy, bộ 3 có 4 bộ 3 điểm không thẳng thẳng hàng, đó là ABC này, ABD này và BCD và ACD. Bài 8.4. Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên là ABCDE. Trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng. Rồi, thì chắc chắn đây là điểm D rồi ạ. Đầu tiên là ta ký hiệu các vị trí là 1, 2, 3, 4 như thế này. Thì điểm D nằm 3 trên 4 đường thẳng thì sẽ D sẽ nằm ở vị số 1. Tiếp theo là 3 điểm là A, B, C thẳng hàng. Thì như vậy ta sẽ có là vị trí là ở vị trí thứ 3 là điểm B, và E ở vị thứ 2 và C ở vị thứ 4. Thỏa mãn điều kiện đề bài. 8.5, hãy liệt kê tất cả các cặp đường thẳng song song trong hình sau. Các bạn lưu ý giúp thầy ạ. Đó là ở đây thì ta nhìn thấy có đường thẳng AB này sẽ song song với đường thẳng ED, và đường thẳng AC này sẽ song song đường thẳng FD. Thì tại đây ta sẽ có như sau. Các đường thẳng song song là EF song song với BC. Đầu tiên ta sẽ có là EF song song với BC. BC này thì có đường thẳng là BD và DC nữa. Như vậy EF sẽ song song với hai đường thẳng này. Tương tự ta sẽ có là DE. DE sẽ song song với AB, hay là song song với AF hoặc là FB. Và chúng ta có đường thẳng nữa, đó là DF. DF của chúng ta sẽ song song với cả AC, hay là song song AE hoặc là EC. Rồi, như vậy thì thầy và các em đã đi xong bài 32 là điểm và đường thẳng. Nếu như có vấn đề gì thắc mắc, các em có thể là comment phía dưới để thầy có thể trực tiếp trả lời các bạn. Các bạn hãy nhấn like và share, đăng ký kênh để có bài tập mới. Bài mới thì chúng ta sẽ cập nhật được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.